Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với kênh của Ngọc Hồ nha. Hôm nay thì Ngọc quay một video hành trình mà Ngọc bay từ Việt Nam mà bay qua bên Mỹ, từ sân bay Tân Sơn Nhất bay qua sân bay Hàn Quốc, Korea, và từ Korea bay qua bên Boston. Suốt hành trình là khoảng 20-21 tiếng đồng hồ. Và mời mọi người xem cho vui cho biết nha. Và gia đình Ngọc đó thì đi 3 người thì sẽ có 6 kiện hành lý và 3 cái ba lô để mà hành lý xách tay. Trước tiên thì tới sân bay á thì mình sẽ lấy một cái xe đẩy để đẩy hành lý vali đi vô, chứ xách đâu có nổi đâu cả nhà. Nhà Ngọc thì để có chỉ có 2 cái vali và thêm 4 cái thùng mút nữa. Lúc đi từ Mỹ về thì thùng giấy, và qua Mỹ thì là mua những cái thùng mớp ở Việt Nam mình á, rồi đóng gói đồ ăn thức uống gì đó, rồi mình dán thiệt cực kỹ và để đem theo sân bay cho đừng có bể. Xong rồi mình đẩy vô cái quạt, nhét vô trong cái quần đi. Thấy được không? Đi đường đó. Đi vòng bên kia. Bây giờ con hôm nay gia đình Ngọc đi ngày thường mà đông quá nha cả nhà ơi. Ôi, nửa đêm nửa khuya mà Ngọc tưởng hơi vắng lắm. Ai về đâu, sân bay đặt nghẹt người ta luôn, cái người đưa tiễn ở ngoài cũng đông nghẹt luôn, và đi vô check in để mà đi bay á cũng nhiều lắm luôn cả nhà ơi, đông nghẹt luôn á. Trời ơi, đi vô trong là khi mình đẩy vô tới cái cửa chỗ bảo vệ, họ sẽ không cho những cái người mà không có đi trên bay á, không có bay á, không có vé máy bay á, là cho nên không cho vô. Người thân kia đứng đợi ngoài, còn mình thì mình đẩy hành lý vô. Còn khi vô á thì bảo vệ với lại mấy người đó là dịch vụ mà, cho nên họ hỏi là mình có cần dịch vụ để đẩy đồ vô không. Nếu có thì có người sẽ đẩy cho mình, thì mình cần khỏi là không phải đẩy, họ đứng xếp hàng rồi đẩy cho mình luôn. Thì hôm nay rất là đông cho nên là họ đẩy thì cũng chậm hơn là ngày thường. Mấy lần trước thì Ngọc thấy là họ sẽ đẩy cho mình luôn, mình không cần phải đụng gì hết á. Còn đông quá đó, họ chia nhân viên ra thì đẩy hơi lâu. Thì đẩy xong thì mình cho tiền họ đó. Nói chung là dịch vụ mà phải cho, phải tốn tiền. Đó, thì gia đình Ngọc thì chỉ có ông xã Ngọc thì đẩy thôi. Còn Ngọc thì Ngọc bồng em bé, cho nên là đâu có đẩy được đâu, cho nên cũng phải mướn dịch vụ. Lần nào cũng vậy chứ, lúc khi về và đi cũng như vậy luôn cả nhà nha. Khi mà mình xếp hàng xong rồi á, là đẩy vô trong đó là để mình đi lấy vé. Thì mình đặt vé xong hết rồi, cho nên là chỉ cần vô đó nói thông tin và đưa giấy tờ tùy thân của mình, đưa cho những cái hãng tiếp viên hàng không, những cái tiếp viên hàng không á, họ check in cho mình, bấm vô cho mình và đưa cho mình cái vé. Rồi xong cái xong xuôi thì cân những cái hành lý của mình đem theo có đủ
số ký không, hoặc có dư hay không á, là họ sẽ bắt mình đóng tiền thêm hoặc là lấy ga đó, rồi xong rồi cân hành lý xách tay nữa, coi mình bao nhiêu có quá không thì họ cũng không cho nữa. Rồi đó, xong xuôi hết thì mình sẽ vô xem coi coi cái hành lý của mình có đi qua được không, hay là nó giữ lại rồi nó kêu mình để lấy đồ ga này nọ nữa, tùm lum hết á. Nói chung thì cái khâu ở bên Việt Nam qua là Ngọc thấy phiền phức và thấy mệt mỏi hơn là từ Mỹ về. Từ Mỹ về thì rất là suôn sẻ luôn á, mà từ sân bay Việt Nam đi ra nước ngoài thì Ngọc thấy là ở sân bay Việt Nam họ làm rất là chậm. Và một điều nữa là sân bay Việt Nam á, những cái hải quan Việt Nam á, họ nói chung là bây giờ mình nói thẳng ra là họ cần tiền á, giống như là cái gì không cũng muốn có tiền hết trơn, nhanh nhanh á, phải lúc nào cũng phải kẹp tiền vô nó nhanh, còn không hả ngồi chờ dài cả cổ đứng mỏi cả chân, cho dù người già hay là trẻ em đứng đợi thì cũng rất là lâu luôn á, cho nên là bỏ tiền vô trong đó vài chục đồng vô đó để cho nó qua suôn sẻ đó cả nhà. Sau cái mấy tiếng đồng hồ ngồi đợi check-in rồi kiểm tra an ninh đủ thứ hết, mấy tiếng đồng hồ mệt mỏi, con Ngọc nó quậy quá trời quậy, mệt mỏi xong rồi cuối cùng cũng được lên máy bay rồi cả nhà ơi. Đây là máy bay bay từ sân bay Tân Sơn Nhất bay qua Hàn Quốc nha cả nhà nha. Cái máy bay thì này thì máy bay nhỏ thôi chứ không phải máy bay lớn. Xong thì cũng nhiệt tình, cũng tốt. Bây giờ thì xuống sân bay của Hàn Quốc rồi, và bây giờ gia đình Ngọc sẽ đứng đợi và lấy xe xe đẩy em bé, nó đâu cho em đẩy lên máy bay đâu, cho nên là phải gửi. Bây giờ phải đợi lấy cái xe của em bé xong rồi là đẩy mà đi đến cái chỗ mà mình chuyển qua máy bay khác á. Nói chung là mình phải chuyển qua đó thì nó cũng phải check, phải kiểm tra nữa để chuyển qua máy bay để đi bay về Mỹ. Thì cái đoạn đường đi mà tới cái chỗ đó thì xa lắm cả nhà, đi chính ra là mấy cây số. Đi tới cái chỗ đó là họ gọi là transfer á, là đi transfer là cái qua cái máy bay khác á. Qua đó mà đi chợ Ngọc thấy đi dài thăm thẳm. Xong rồi á, qua cái khâu bài check in xong rồi còn đi một đoạn đường rất là dài mấy cây số, có cái thang máy đi bộ này nè, nhưng mà ổng xi nhê cả nhà ơi, nó xa quá mà cái thang máy đi rất là chậm. Rồi đó, đi thì chỉ đỡ mệt mỏi thôi. Rồi đi rất là đông người, người Việt Nam mình Việt đi từ Mỹ về Việt Nam nhiều lắm, cho nên khi qua cũng rất là nhiều. Mình đi cũng nghe tiếng Việt nhá, họ nói tiếng Việt rất là nhiều. Mà công nhận một điều là sân bay của Korea, của Hàn Quốc á, thì rất là rộng lớn luôn, rất là dài, quá trời dài luôn á, cho nên là họ bán những cái cửa hàng mà thương hiệu nổi tiếng nè, những cái shop quần áo và những cái quà lưu niệm, dầu thơm, rượu, bia, những cái thương hiệu nổi tiếng của thế giới á, toàn là hàng hiệu không, dài, rất là đã luôn, nhìn thì cũng rất là vui, giống như một cái small, cái trung tâm thương mại vậy đó, nó cũng vui và trang trí rất là đẹp. Nói chung là sân bay Hàn Quốc thì Ngọc thấy đẹp và rất là cầu kỳ, nói chung là trang trí rất là đẹp á, đẹp hơn, Ngọc thấy là đẹp hơn bên cả bên Mỹ luôn. Bên Mỹ thì cũng rộng lớn nên cũng có nhiều shop thời trang, nhưng mà trang trí thì không có được đẹp như vậy.
quá trời đông người luôn. Sân bay đông người quá. Nãy năm mấy nha ba? Năm mấy? Năm sáu hả? Tốt sẵn rồi. Nhộn nhịp giống như là cái mò vậy, đông vui dễ sợ. Wow, vui quá à. Đông vui giống như cái chợ vậy. Xe robot giữ đồ nữa. Máy bay là đi xa dữ lắm luôn. Cô tiếp viên hàng không.
ngoài đợi đi lên máy bay. Đợi cuối cùng luôn. Đi lại cuối cùng luôn. Đóng chỗ bờ hổm quá. Dạ, yeah, cho con chơi ở đây nè ba. Đây nè, thả cho con vô đây chơi nè. Ba Phong. Cái chỗ ngồi đợi mà lên máy bay á, cũng có chỗ cho mấy bé chơi á, cũng dễ thương lắm cả nhà. Nhìn dễ thương đẹp không, con trai Ngọc đó, thích lắm luôn á. Vậy vòng chơi á. Trời ơi, mà cái lúc thì ảnh rất là dễ dãi, rất là vui vẻ thì mình khỏe lắm luôn á. Còn mà lúc mình nhũng nhẽo mà đòi mẹ thì toàn là bồng không à. Cái tay Ngọc biết là nhức đau luôn á nha. Nói chung thì có con nhỏ thì đi xa, đi máy bay thì rất là cực nha cả nhà nha. Mọi người, những bà mẹ bỉm sữa đi rất là cực luôn. Cho nên mấy ông chồng thông cảm, giúp đỡ mấy bà mẹ nha. Và bây giờ thì máy bay đã đáp xuống sân bay Boston rồi cả nhà ơi. Đó, bây giờ thì mình đi hướng này và đi vô để mà check out á, thì cũng phải qua hải quan của Mỹ. Rồi họ check mình này kia giấy tờ rồi hỏi mình đi đâu làm gì đó. Rồi ra ngoài thì bảo vệ sẽ chặn mình lại, thì họ biết mình đem đồ ăn nhiều từ Việt Nam qua. Thì những cái đồ ăn cấm hoặc thịt này kia thì họ đấu cho qua, cho nên họ sẽ thấy những mình đem thùng mốt hay là những cái hành lý nhiều quá thì họ sẽ biết mình là đồ ăn, cho nên họ sẽ kiểm tra và mình bắt mình phải vô trong đó và để mà kiểm tra hành lý. Đó, ai cũng vậy chứ, phải vô check kiểm tra đồ ăn, kiểm tra xong xuôi hết rồi, không có thịt, không có gì này kia, không có hàng cấm hàng gì đó thì sẽ cho mình đi ra ngoài, xong xuôi hết là cho mình ra về. Đó, thì có cái khâu đó thì mất thời gian chút xíu thôi, nhưng mà mọi chuyện thì đã xong suôn sẻ. Ok, gia đình Ngọc đã bay về tới Mỹ rồi cả nhà nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi gia đình Ngọc nha, hành trình của gia đình Ngọc nha. Và đây là sân bay của Boston nè cả nhà, cũng rộng lớn, cũng có nhiều shop bán đồ thời trang. Nhưng mà Ngọc thấy là họ không có trang trí cầu kỳ giống như bên Hàn Quốc thôi. Cũng rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Cạnh lá đẹp không cả nhà. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video của Ngọc nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Thank you. Bye.